Hai, xin chào các bác, chào tất cả mọi người này. Em lại view cho các bác xem một cái mẫu máy giặt này. Con này con ba la các bác nhé. VR3005. Đấy, VR3005. Con máy giặt huyền thoại nồi đồng cuối đá đây. Chất lượng rất là tốt, nhưng đời hơi sâu một tí, đời 2009 thôi nhé. Dòng riếc còn rất là đẹp đây các bác này. Bi biếc đã thay ok hết các bác nhé. Sắt chất liệu nó còn rất là mới. Đó. Đây, con VR. Dòng VR thì nó giặt sấy là sấy block các bác nhá. Sấy block. Còn trục của nó là nó giặt bằng trục chứ không dùng dây cu gia. Dùng dây cu gia rất là ồn ào. Đấy, mà không được bền. Dòng này nó đời nó hơi sâu một tí, nhưng nó chung nó dùng bằng trục, sấy thì sấy block hết các bác ạ. Tất cả đều zin bản hết đấy các bác này. Rất là đẹp. Giặt 9 sấy 6 các bác ạ. Đây, thành vách mới choang. Đấy, thành vách thì mới tinh luôn. Giặt 9, xấy 6, xấy block. Đây. Giặt 9 cân, thông số kỹ thuật đầy đủ ở tem này các bác nhá. Đấy. Đây. Con này đã test ok hết rồi. Thay bi rồi, đó nhá. Test thay bi. Test giặt, test xấy, thay bi. Ok hết rồi các bác nhá. Đấy, dòng này thì cứ chạy ok luôn. Đừng có hỏi, yên tâm, rất là bền bỉ cho thời gian luôn, nồi đồng cuối đá. Nếu cái dòng này của thằng Ba La nó bền nhất luôn các bạn. Đời cao nhìn nó phong phanh lắm. Giặt thì là dây cu doa, rất là ồn. Đấy, dòng này mà bi thay mới đi thì nói chung là dùng mỹ mãn cuộc đời luôn. Nha các bạn nhá. Với giá cả thì cũng rất là hợp lý. Như bây giờ mà test giặt ok, em bán giá báo giá thợ luôn. Đấy, giá con này với giá chỉ là 7 triệu các bác nhé. 7 triệu toàn máy không thôi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý luôn. Rẻ như máy Aqua của Việt Nam. Chỉ có 7 triệu. Tét giặt ok hết các bác nhé. Đấy, giá chỉ có 7 triệu thôi. Các bác cần thì inbox em số điện thoại là 0961519122 các bác nhé. Số Zalo của em luôn. Đó. Nói chung là khá là đẹp. Giặt rũ ok hết rồi. Đấy, đây này. Tét giặt ok luôn. Đấy, em sẽ cắm. Này điện 100V nha em ơi. Ai? Không à? Đâu anh cắm giúp em ấy. Em sẽ quay test trên bàn phím các cơ cho anh xem nhé. Đây sử dụng đây. Đây là vắt không. Sử dụng rất đơn giản các bạn. Đây sử dụng rất đơn giản nhé. Ví dụ mình cần vắt không này. Mình ấn muốn vắt ở đây thôi. Không cầu kỳ gì cả. Ây ấn chạy khởi động. Ok 16 phút. Các nghe này, giặt êm lừ luôn. Cái dòng này thì nói chung chất lượng là khá ok. Chỉ có gọi là hình thức nó không được đẹp cho lắm thôi. Mà đời nó là đời sâu, đời 2009. Đấy. Ba La thì nó là đời cuối cùng của thằng Nati. Đấy, còn giặt thì nói chung là khá là êm ái. So với các dòng VX thì dòng VX thì chỉ có sách dép cho các dòng này thôi. Các bạn. Giặt ok luôn. Đấy, êm lừ. Nói chung giặt êm lừ. Sấy block không nhăn quần áo. Đấy. Lại tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Chung là con này dùng thì quá là ok. Mà giá cả thì quá là hợp lý. Giá chỉ có 7 triệu thì nói chung là không còn gì mà còn thể rẻ hơn được các bạn. Đấy, như con máy này làm em dọn lên thì chỉ được khoảng mấy trăm nghìn thôi, 200-300 nghìn thôi. Để bán luôn cho các bác lên tay người tiêu dùng cho nó nhanh. Đấy. Dọn thì khá là ổn rồi các bạn. Toàn công dọn cũng mất gần 1 triệu bạc rồi. Thay bi rồi tất cả mọi thứ. Chứ không phải là không. Đấy, nói chung là dọn ok. Các bác về chỉ việc dùng thôi các bác nhá. Bán cho bác tiêu dùng mà giá như giá thợ. Không khác gì giá thợ, nói chung là như giá thợ luôn. Đấy các bác nghe chưa? Giặt êm chưa? Không nghe tiếng động gì luôn. Đấy nhá, các bác cần inbox cho em nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bác.